Sau khi khiến fan nước mũi tự hào với màn lộ diện tại nhà Quốc hội, Quang Linh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý qua cuộc chiến cực căng với Khoai Lang Thang liên quan đến Thủy Tiên. Vừa qua, giải nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam, Việt Nam Icon Center Awards đã mở cổng bình chọn cho hơn 100 đề cử tại 14 hạng mục. Sau hơn một tuần khởi động, ban tổ chức ghi nhận có những đề cử rất được công chúng quan tâm, tạo cuộc đua cực kỳ hấp dẫn. Cụ thể, ở hạng mục nhà sáng tạo nội dung của năm có hơn 10 đề cử. Trong đó, Quang Linh Vlogs với những nội dung tích cực về cuộc sống ở Angola, châu Phi tạm dẫn đầu với hơn 11.000 phiếu, xếp sau là Trevor Blogger Khoai Lang Thang. Bên cạnh đó, Ninh Anh Bùi, chủ nhân của video hài hước cùng chuyện tình 10 năm với đồng nghiệp cũng nhận trên 12.000 vote cho hạng mục nhà sáng tạo nội dung triển vọng. Còn tại hạng mục chương trình truyền hình truyền cảm hứng, hai show âm nhạc là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi tiếp tục chứng minh sức hút với cộng đồng khi nhận lần lượt hơn 26.000 và hơn 17.000 bình chọn. Hai đề cử này cũng dẫn đầu hạng mục hiện tượng số của năm với số vote sát sao là trên 25.000 và trên 20.000. Vion, nền tảng sở hữu nhiều chương trình ăn khách tạm dẫn đầu ở cuộc đua nền tảng giải trí Việt của năm với hơn 14.000 bình chọn. Cạnh tranh với Vion là những cái tên nổi tiếng khác như FPT Play, VTC Now, MyTV, Galaxy Play. Vòng bình chọn của Việt Nam Icon Center Awards vào giai đoạn nước rút khi các nhà sáng tạo nội dung, nền tảng, chương trình bắt đầu đẩy mạnh kêu gọi. Sau ngày 30 tháng 10, ban tổ chức sẽ tính kết quả. Những đề cử xuất sắc mỗi hạng mục sẽ bước vào vòng chung kết diễn ra từ 7 đến ngày 19 tháng 11. Đáng chú ý, sau khi biết Quang Linh tạm thời vượt mặt Khoai Lang Thang trong cuộc đua nhà sáng tạo nội dung của năm, nhiều netizen đã hài hước rằng anh đang lấy chuyện công trả thù riêng đây mà. Bởi trước đó, Trevor Blogger này từng được đẩy thuyền với Thủy Tiên khi xuất hiện tại một chương trình. Chưa hết, Khoai Lang Thang và Thủy Tiên còn hẹn nhau đi ăn uống ở bên ngoài. Khoảnh khắc bộ đôi vui vẻ tương tác đã gây sốt mạng xã hội và được netizen thích thú thả tim dần dần suốt nhiều ngày liền. Thậm chí có người bày tỏ, couple Khoai, Tiên bùng nổ chemistry hơn cả khi nàng hậu được ship với Quang Linh. Cho nên, cuộc chạm trán giữa YouTuber quê Nghệ An và Khoai Lang Thang tại Việt Nam Icon Center Awards mới được dân tình chú ý đến vậy. Nếu chủ tịch trẻ thuận lợi giành chiến thắng thì xem như đã trả đũa thành công. Được biết, các thành viên trong team Châu Phi hiện đang ra sức kêu gọi mọi người vote cho anh, trong đó Nam Hoàng là người năng nổ nhất vì hầu như phiên live nào chàng trai này cũng nhắc fan bình chọn. Đáng nói, không chỉ đối đầu Khoai Lang Thang mà Quang Linh còn chị em tương tàn với hàng du mục tại giải thưởng quảng cáo sáng tạo Việt Nam Vạn Xuân Awards 2024. Vì cả hai đều đang được đề cử ở hạng mục Social Seller của năm thuộc khuôn khổ giải thưởng này. Dưới phần bình luận các clip liên quan, fan hai nhà thi nhau để lại lời chúc mừng cho Quang Linh lẫn hàng du mục, nhưng cũng khá căng thẳng vì giải chỉ trao cho một người thắng cuộc. Cái này là đề cử khác nữa hả? Năm 2024 là năm rực rỡ của Quang Linh rồi. Chuyến đi về Việt Nam này chủ tịch lời to, thấy ghi Quang Linh với hàng du mục đề cử giống nhau không biết sao. Chỉ một người được nhận thôi, còn ba người cùng đề cử nữa. Mục này thấy đề cử có cả Võ Hà Linh. Không có sao, fan ai đông người đó được, là một số comment từ netizen. Có thể thấy, về Việt Nam lần này Quang Linh quả thực là khá bận rộn nên quyết định ở lại 3 đến 4 tháng, sau Tết mới bay sang Angola cũng dễ hiểu. Cũng nhờ vậy mà fan được nhìn thấy anh chàng gần hơn một chút. Chỉ là lôi con ở nhà sẽ nhớ bố nuôi lắm đây.